Đáng lẽ ra là cái việc mà các dòng nước hoa thay đổi công thức cũng là một cái chuyện rất là bình thường, nên là trước đây mọi người sẽ thấy là Hương không có đề cập đến cái vấn đề này quá nhiều. Tuy nhiên á, là gần đây chúng ta sẽ thấy là những cái người mà mê nước hoa Chanel á, là gặp rất là nhiều vấn đề đúng không? Nên là trong cái video này á, Hương sẽ bàn với mọi người về cái việc là tại sao những cái dòng nước hoa của Chanel bây giờ lại rất là khó mua, và bên cạnh đó những cái vấn đề mà về thay đổi công thức chắc chắn là sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới á. Nếu như mà các bạn đã dùng nước hoa của Chanel thì chắc chắn năm 2022 này các bạn sẽ thấy một cái sự khác biệt, bởi vì cái dòng nước hoa của Chanel phiên bản 2022 nó lại mang một cái phong cách là một cái mùi nó mát hơn, nó nhẹ nhàng hơn và cái độ tỏa hương của nó sẽ gần hơn. Ai cũng biết là những cái dòng như là Chanel Coco Noir hay là Coco Mademoiselle là một trong những cái dòng nước hoa được mệnh danh là lưu hương lâu và tỏa hương xa đúng không? Nhưng mà tại sao gần đây mọi người phản ánh về Chanel rất là nhiều? Nói chung là ai mà xài Chanel rồi bây giờ cũng than khá là nhiều luôn á. Giống như Hương nè, trước đây là Hương sử dụng một cái dòng nước hoa của Chanel Coco Mademoiselle, năm cái chai này Hương mua 2021, còn đây là cái chai mà phiên bản Hương mua 2022. Thực sự luôn, đó chính là nó có sự khác biệt luôn. Đối với lại cái dòng chai nước hoa Chanel của 2021 á, khi mà Hương xịt lên một cái thôi thì Hương cảm nhận được là cái mùi hoa hồng và hoa nhài của nó tỏa ra và bám tỏa rất là tốt. Tuy nhiên thì đối với phiên bản 2022 mới mua để test cho mọi người luôn á, thì cái mùi của nó sẽ là mùi cam quýt nhiều hơn. Nên là không biết tại sao thì hãng lại làm như vậy. Nhưng mà thực tế đó chính là cái sự khác biệt. Đối với những người mà đang dùng á, người ta sẽ nghĩ rằng là hay là do mình mới xịt ra, hay là do mình xài lâu quá cái mùi nó lờn mùi. Thì Hương có thể khẳng định với mọi người là không phải, mà do cái công thức của cái Chanel 2022 này á, nó đã thay đổi công thức rồi. Nên cái việc mà mình xịt lên quần áo của mình hoặc là mình xịt lên da của mình thì chắc chắn cái mùi hương của nó sẽ cảm giác là một cái mùi tươi mát hơn, và nó không còn lưu hương lâu giống như ngày xưa nữa đâu nha. Hiện tại thì ở nước ngoài chúng ta rất là khó mua dòng nước hoa Chanel, không biết là bởi vì không có nguồn, không có hàng, hay là do là mọi người phản ứng mạnh quá sau khi mà Chanel đã thay đổi công thức. Thì Hương nghĩ là có hai lý do để mà hãng có thể thay đổi công thức. Thì thứ nhất là mọi người sẽ thấy là do cái dịch Covid đúng không, chúng ta sẽ bị thiếu nhân công trầm trọng luôn, nên hầu như cái nguồn nguyên liệu mà để điều chế nước hoa nó rất là khan hiếm. Thậm chí á, chúng ta nghĩ một chai nước hoa bình thường thôi, nhưng mà để sản xuất ra được 500 tinh dầu hoa hồng thôi thì chúng ta cũng đã cần đến 4-5 tấn hoa hồng rồi, mà nó là một cánh đồng rất là lớn. Trong khi dịch Covid kéo dài thì chắc chắn nguồn nguyên liệu nó cũng sẽ khan hiếm. Nên vì sao sau này chúng ta sẽ thấy là tất cả các hãng người ta sẽ có thể thay đổi từ cái tinh dầu thiên nhiên sang những cái tinh dầu nhân tạo, hoặc thậm chí là long diên hương hoặc là xạ hương á, thì bây giờ đa phần 80% là sử dụng nhân tạo để chúng ta sẽ cải thiện được cái tình trạng không có là kiểu phá hoại môi trường quá, để bảo tồn một tí xíu nữa. Thì đó là một trong những cái vấn đề mà Hương nghĩ là không những là Chanel mà tất cả những cái hãng giống như Soul Scandal hiện tại cũng đã thay đổi công thức, và sắp tới mọi người sẽ thấy những cái tình trạng là những cái nốt hương nó sẽ không còn được như ngày xưa rất là nhiều luôn á. Cái lý do thứ hai thì Hương nghĩ đó chính là cái xu hướng của giới trẻ. Giống như trước đây Hương có chia sẻ trong cái video Another 13 thì mọi người sẽ thấy là cái xu hướng của giới trẻ nó sẽ thiên về những cái mùi hương mà mang lại một cái cảm giác tỏa hương gần hơn. Bởi vì một cái chai nước hoa nó không quan trọng ở cái việc mà tỏa hương xa hay là lưu hương lâu, mà cái vấn đề nó nằm ở cái mùi hương và cái cảm giác mà cái mùi hương đó nó mang lại một cái sự thoải mái. Thì bây giờ mình sẽ thấy là cái giới trẻ họ chỉ dùng những cái mùi hương mà khi mà họ xịt họ cảm thấy họ dễ chịu, và những người xung quanh họ phải rất là gần thì mới có thể cảm được cái mùi hương đó. Nó sẽ tránh những cái trường hợp mà khi mình đi đến thang máy nè, hoặc là mình đi đến những cái nơi mà quán xá đó mà cái mùi hương của mình nó tỏa ra quá nhiều. Tại vì sao? Vì đôi khi mình thích cái mùi đó nhưng mà những người xung quanh của mình họ không thích, thì nó sẽ là những cái mùi mà nó sẽ mang một cái sự riêng tư hơn. Như Chanel No. 5 chúng ta đã thấy là cái công thức bây giờ nó đã khác đi so với ngày xưa rất là nhiều. Nó sẽ mang lại một cái cảm giác dễ chịu ngay từ cái lúc mình mới xịt ra. Thì chắc chắn những cái dòng như là Chanel Coco Noir hay là Mademoiselle thì trong cái tương lai, thời gian sắp tới, và Hương tin chắc tất cả những dòng nước hoa họ sẽ thiên về những cái mùi hương tạo một cái sự thoải mái ngay giây phút đầu, và nó sẽ dễ chịu hơn để mang một cái cảm giác tự nhiên hơn. Vậy ý kiến cá nhân của Hương á, đối với dòng nước hoa Chanel 2022 thì Hương thấy thật sự là không có sao hết, bởi vì bản thân Hương cũng là một cái người mà thích những cái mùi hương mà nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu. Thì Hương nghĩ là mỗi ngày á, khi mà mình dùng nước hoa thì mình nên dùng những cái mùi hương nó nhẹ nhàng thôi để nó làm cho mình tạo một cái cảm giác thoải mái, chứ nếu mà mình dùng cái mùi mà nó quá mạnh thì chắc chắn là mình rất dễ bị cảm giác lờn mùi, thậm chí là cái khứu giác của mình nó bị tê liệt luôn á.
Hương chỉ dùng những cái mùi mạnh khi nào, khi mà Hương đi tiệc hoặc là những cái dịp rất là đặc biệt á, buổi tối á, thì Hương mới dùng thôi. Nếu các bạn thích những cái mùi mạnh hơn á, thì có thể sử dụng những cái dòng như là Lancôme hoặc là Scandal, thì Hương thấy cái mùi của nó sẽ tỏa hương và lưu hương rất là tốt. Trong cái xu hướng thời gian sắp tới, mọi người sẽ thấy là những cái dòng nước hoa nó sẽ có một cái sự thay đổi về những cái nguồn nguyên liệu nhân tạo hơn. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình lấy những cái dưỡng chất từ thiên nhiên á, thì chắc chắn là mình cũng phải cải tạo lại đất nữa. Nên Hương nghĩ dù thiên nhiên hay là nhân tạo, nhưng quan trọng nhất là nó vẫn có thể là đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Có nhiều người hay quan điểm rằng là cái mùi hương nước hoa thiên nhiên thì sẽ tốt hơn cái mùi hương nhân tạo, nhưng mà Hương nói thiệt là thiên nhiên hay nhân tạo gì cũng vậy, quan trọng là mình xài đúng cách nè. Chứ ngày nào mà mình cũng ngửi hết, mình không để cho cái mũi của mình nghỉ ngơi, thì chắc chắn cái điều đó nó cũng sẽ không tốt cho cái khứu giác của mình. Trong cái video này thì mong mọi người sẽ hiểu về cái xu hướng nước hoa trong tương lai, cũng như là mình không còn hoang mang khi mà mình mua những cái dòng nước hoa của Chanel trong thời gian sắp tới nữa ha. Nếu như mọi người có bất cứ cái thắc mắc gì hoặc là chưa hiểu vấn đề gì thì có thể comment ở phía bên dưới nha. Và đừng quên hãy like và subscribe kênh YouTube của Miss Silver Phương, để chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về những cái dòng nước hoa mới nha. Bye bye.